Dạ xin chào các anh chị, thì chiều ngày hôm qua là ngày 28 tháng 6 âm lịch thì em đã tưới rưỡng rễ cộng với hữu cơ tưới cho vườn mai của em. Thì chiều ngày hôm qua em đã tưới xong cái phần mai ở ngoài trước này rồi em anh chị. Bữa nay em tiếp tục tưới ở ngoài sau đó, cái nữa là hoàn thành ngày hôm qua nay. Thì ngày hôm qua em ra video chia sẻ là tưới rưỡng rễ cộng với hữu cơ tưới cho mai của em theo định kỳ tháng 7 âm lịch đó mấy anh chị, thì em đã giao video rồi. Thì trong mấy ngày vừa qua em đã chia sẻ đến mấy anh chị là trong tháng 6, tháng 7 và tháng 8 mình chăm sóc làm sao để giữ cho cái bộ lá cây mai mình luôn luôn xanh tốt, để bước sang tháng 8 là bắt đầu mình sẽ bón phân tạo nụ cho nó hay mấy anh chị, để cho nó phân quá mầm qua và nó tạo nụ để tránh đi cái tình trạng nở sớm. Thì ở miền Tây Nam Bộ của em ở đây hiện tại giờ thì không nói tới vấn đề tạo nụ, mà nói tới cái vấn đề là tập trung chăm sóc làm sao cho cây mai mình nó phát triển mạnh cái bộ tàn. Và đến cuối tháng 7 hoặc là đầu tháng 8 mình mới bón phân tạo nụ ha. Còn mấy anh chị ở ngoài miền Bắc đó, thì bây giờ mấy anh chị bón phân tạo nụ là hợp lý rồi. Thì trong mấy ngày vừa qua em đã chia sẻ về cách chăm sóc cho cái bộ tàn mình làm sao cho nó đi tàn mạnh. Rồi em cũng đã chia sẻ về cách chăm sóc cái bộ lá làm sao để giữ cho cái bộ lá cây mai mình luôn luôn xanh tốt, để cho nó tạo nụ tốt đẹp hơn đó mấy anh chị. Còn về phân bón thì anh chị nào có nhu cầu bón phân tạo nụ cho cây mai ngay bây giờ thì em đã giao video chia sẻ nói về phân bón nào để bón cho cây mai tạo nụ là chuẩn nhất, em đã giao video rồi. Trong video này em cũng không nói lại để không làm mất thời gian của mấy anh chị mà đã xem video rồi. Thì trong video này em chia sẻ cái trọng tâm là có rất là nhiều anh chị quan tâm, có rất là nhiều anh chị bình luận hỏi là bón phân nào để cây mai mình nó lớn củ lớn rễ lớn trái và mập cành mập cốt. Thì trong video này em chia sẻ về cái vấn đề này. Còn cái vấn đề chăm sóc bộ tàn và tạo nụ cho cây mai thì tạm thời em gác qua một bên, một hai ngày nữa em mới tiếp tục giao video chia sẻ đến mấy anh chị là chăm sóc tàn và tạo nụ cho cây mai chuẩn nhất hay mấy anh chị. Thì bây giờ mấy anh chị muốn biết cái phần nào để bón cho cây mai mình lớn củ, lớn trái, mập củ, mập trái, lớn rễ và mập cành mập cốt thì em sẽ mời mấy anh chị vào trong mát này để em cho mấy anh chị coi những cái loại phân này. Thì bữa nay em tưới dưỡng rễ cộng với hữu cơ tưới cho mai ở ngoài sau này nữa là hoàn thành nhiệm vụ bữa nay. Em tranh thủ bữa nay nữa em tưới là xong đó mấy anh chị. Thì trên màn hình của em là một bịch phân con gấu NBK 15-20. Thì cái loại phân này em đã ra video nói với các anh chị là phân này có phải là tạo nụ không? Mà nhiều người thường hay nói là phân này để mà bón tạo nụ cho cây mai trong cái giai đoạn này. Thì em đã nói phân này tạo nụ hay là nuôi dưỡng nụ thì em đã nói rồi. Thì hiện tại giờ em hướng dẫn đến các anh chị là phân bón nào để bón cho cây mai mới thật sự là lớn củ nè. Lớn củ là lớn cái này nè mấy anh chị, lớn củ lớn rễ á. Nhằm cây người ta trồng, người ta làm củ á, gọi là lớn củ, lớn rễ, rễ là như thế này. Và mập cành, mập cốt là mập những cành, những nhánh này nè mấy anh chị, còn cốt là cái thân. Người ta mới kêu gọi là mập cành, mập cốt và lớn củ, lớn rễ ha. Thì hiện tại giờ em chỉ có một cái loại phân 15-20 này thôi. Còn phân 3 số 15, 3 số 16, 3 số 17 á, thì tới tháng 9, tháng 10 em mới mua về để mà bón cho vườn mai của em để mà nuôi dưỡng nụ. Và phân 20-20-15 thì em đã sử dụng hết rồi. Thì trong ba cái loại phân này, giữa NBK 15-20 và phân NBK 3 số và phân NBK 20-20-15 thì trong ba cái loại phân này em mới tuyển ra được ba cái loại này. Thì trong ba loại này, loại nào bón cho cây mai mới thật sự là lớn củ, lớn rễ và mập cành mập cốt. Thì trong video này em phân tích và em chia sẻ, mấy anh chị thấy em có chia sẻ đúng á, có hiệu quả thì mấy anh chị có thương em thì hãy nhớ cho em một like. Anh chị nào mà chưa đăng ký thì hãy đăng ký ủng hộ giùm cho em mấy anh chị. Thì chăm sóc mai á, thì mỗi một người có một cách chăm sóc khác, và bón phân cũng vậy, bón phân thì mỗi một người có một cái cách bón phân khác.
mỗi một người có một cái kiến thức, một cái suy nghĩ nó khác nhau. Vì vậy phân NPK thì nó bao gồm rất là nhiều cái công thức. Người này nói 15 năm 20 bón vào cây mai mới thật sự lớn củ lớn rễ mập cành mập cốt. Rồi người kia nói cái công thức NPK 20 20 15 bón vào cây mai nó mới mập cành mập cốt. Và người nọ thì nói NPK 20 10 10 bón vào cây mai mới thật sự mập cành mập cốt. Còn em thì nói là cái công thức 3 số, ví dụ 3 số 15, 3 số 17. Em thì nói là cái công thức 3 số đó bón vào cây mai mới thật sự mập cành mập cốt, lớn củ và lớn rễ. Thì trong 4 cái công thức NPK nãy giờ em đã nói đó, thì theo cái kinh nghiệm của mấy anh chị, cái công thức nào, công thức của NPK nào bón vào cây mai mới thật sự là lớn củ, lớn rễ và mập cành mập cốt các anh chị? Công thức nào? Thì bây giờ em chia sẻ bằng cái kinh nghiệm của em, thì em sẽ nói cái công thức nào bón vào cây mai mới thật sự lớn củ, lớn rễ và mập cành mập cốt. Thì cũng như em đã chia sẻ rồi em anh chị, chính là cái công thức 3 số bằng nhau. Chính là công thức 3 số bằng nhau. Ví dụ 3 số 15, 3 số 16 hoặc là 3 số 17 đó, thì đó chính là cái công thức chuẩn nhất để mình bón vào cây mai nó mới lớn củ, lớn củ, lớn rễ, rồi mập cành mập cốt. Công thức đó chính là cái công thức chuẩn nhất để bón vào cây mai đó mấy anh chị. Còn nhiều người nói là 15 năm 20 này bón vào cây mai mập cành mập cốt, mập củ, lớn rễ. Thì em ngồi em nghiên cứu thật sự là phân này nó cũng lớn củ, nó cũng lớn rễ mập cành mập cốt đó mấy anh chị, nhưng mà so với cái tốc độ mau lẹ, cái tốc độ mà mình bón hai cái loại phân này vào cây mai á, thì chính là cái thằng 3 số mấy anh chị bón nó hiệu quả hơn này. Bón hiệu quả hơn này. Mà thay vì mấy anh chị muốn cho cây mai mình mập củ, mập rễ, lớn củ, lớn rễ, mập cành, mập cốt á, thì mấy anh chị đừng có nên bón cái loại phân 15 năm 20 này. Mà mấy anh chị nên bón 3 số bằng nhau hoặc là 20, 20, 15. Bởi vì nó có đạm, lăn và kali nó ngang bằng với nhau. Còn thằng này á là nó chỉ có đạm và kali thôi, còn lăn nó thấp. Vì vậy á, ví dụ như mấy anh chị mà bón phân DB đi, thì cây mai mấy anh chị nó cũng mập nữa, nhưng mà nó mập bủng bởi vì nó phân DB á là nó không có kali. Phân DB thì nó có hàm lượng đạm và lăn, phải không? Nó vì vậy á, mình bón phân 3 số á là chuẩn nhất. Còn 15 năm 20 này không phải là công thức, nó cũng mập đó mấy anh chị, nhưng mà nó mập rất là chậm bởi vì lăn nó thấp. Lăn thì nó có chức vụ là mập cành mập cốt, lớn lá. Bởi vậy mình bón phân DB vào cây mai mình nó rất là mập, nhưng mà nó mập bủng mà lá nó to nha, lá nó to bủng. Bởi vậy mình muốn cho cây mai mình nó lớn nhanh, mập cành mập cốt mà chắc luôn đó, nên chị nên bón 3 số bằng nhau hoặc là 20 20 15 cũng được nữa, ngon hơn này. Em xin nhắc lại nè, mấy anh chị muốn bón phân để cho cây mai mình lớn củ, lớn rễ, mập cành và mập cốt đó, chuẩn nhất á, mau lẹ nhất á, mấy anh chị nên bón 20 20 15 hoặc là phân NPK 3 số bằng nhau, 3 số 15. Mua 15 không có thì mấy anh chị mua 3 số 16 hoặc là 3 số 17. Thì trong hai cái loại phân đó mấy anh chị bón vào cây mai là cây mai mấy anh chị nó mập cành mập cốt rất là mau lẹ. Còn mấy anh chị mà bón phân DB thì cây mai mấy anh chị nó cũng vẫn mập. Nó mập nhưng mà nó mập bủng, mập bịu, không có mập lực. Còn phân 15 năm 20 này cũng là cái công thức mập cành mập cốt, nhưng so về cái tốc độ mau lẹ thì nó không bằng hai cái loại phân mà em vừa nói mới nãy. Bởi vì nó có hàm lượng lăn rất thấp. Thì đạm á thì nó có chức vụ là thúc đẩy cho cái cây mai mấy anh chị phát triển mạnh. Còn lăn á là có chức vụ là mập cành mập cốt mà lớn lá. Còn kali á là có chức vụ hút nước, hút những chất dinh dưỡng có trong chậu, có trong chất trồng, có trong đất đi lên cái thân, cái nhánh, cái lá để mà nó nuôi cái nhánh, cái thân của cây mai mình cứng cáp. Thì kali nó có chức vụ đó. Mình bón 3 số bằng nhau á thì trong ba cái thằng đó đó nó đều có một cái vai trò với nhau hết, để nó làm cho cây mai mấy anh chị nó lớn lá nè, mập cành mập cốt mà chắc nữa. Nó đều có một cái vai trò là
cùng một lúc. Còn thằng này thì nó bị lép, là lép thằng thằng cái thằng số 5, lăng nó thấp. Vì vậy bốn phân này vào cây mai mấy anh chị nó cũng mọc cành mọc cốt nữa, nhưng mà nói về cái tốc độ là nó không bằng ba số đâu nha. Mình bốn ba số hoặc là 20 20 15 nó ngon hơn này. Còn cái công thức 15 năm 20 này chính là công thức nuôi dưỡng nụ. Ví dụ như tới tháng 9 tháng 10 mà mấy anh chị không có ba số, mấy anh chị bón thằng này vào nè, cái nụ của ngày mai mấy anh chị cực kỳ là chắc khỏe, Tết nó cho bông đậm đà hơn. Còn nếu như anh chị nào ở trong quê mà không có 15 năm 20 hoặc là không có ba số, thì tới tháng 11 tháng 12 mấy anh chị bón cho nó hai cử phân kali đơn để cho nó nuôi nụ, dưỡng nụ á mấy anh chị, cho nụ mấy anh chị chắc khỏe, chống đụng nụ và chống đụng hoa luôn. Thì phân kali đơn là có chức vụ như vậy. Được rồi, thì em nói nãy giờ như vậy thì mấy anh chị cũng đã hiểu rồi. Còn về cái kinh nghiệm của các anh chị như thế nào đó thì các anh chị hãy bình luận phía dưới để cho em học hỏi thêm kinh nghiệm từ các anh chị. Được rồi, thì trong video nãy giờ em chia sẻ có chính xác á, thì mấy anh chị có thương em thì hãy nhớ cho một like mấy anh chị. Thì phân để mà bón cho cây mai mình mập cành mập cốt lớn củ lớn rễ á, chính là phân ba số bằng nhau hoặc là 20 20 15 cũng được. Thì trong hai cái loại phân này em đã giao video chia sẻ rồi mấy anh chị. Còn 15 năm 20 và 20 10 á, thì em thấy cái thằng 15 năm 20 này nó hợp lý hơn là 20 10. 20 10 là mình bón vào cây mai mình nó đâm chồi đẻ nhánh phát triển lắm anh chị. Bởi vì nó có hàm lượng là đạm cao. Nhưng mà mình ngồi mình xem xét lại giữa 15 năm 20 và 20 10 á, thì nó cũng vẫn mập nữa, nhưng mà nó mập rất là chậm, nó mập không có chuẩn như là hai cái loại phân ba số và 20 20 15 á mấy anh chị. Được rồi, thì cuối video thì em xin chúc cô chú anh chị và các bạn được vui vẻ, mạnh khỏe và thành công nha. Dạ, em xin chào chú anh chị và các bạn nha.